Là một vị võ sư tài năng, tính cách bình tĩnh và khôn ngoan, ông luôn chào đón và chỉ dạy hết mình với những ai có đam mê học hỏi Kung Fu. Chào mừng các bạn đã đến với tiêu điểm tướng Brian, Cấu Thái Cực. Đến từ nhóm Trần Long Quốc, mang trong mình thuộc tính của hệ ánh sáng, Brian có nội tay ẩn bao gồm tăng sát thương gây ra cho kẻ địch, tăng tốc độ nghiên cứu rất có ích cho việc xây dựng vương quốc, tăng thủ cho quân đội và tăng công cho bộ binh. Hai nội tay ẩn này sẽ rất đắc lực khi tham gia chiến đấu, đặc biệt với đội hình nhiều bộ binh. Chiêu kích hoạt của Brian là thái cực, gây đến 90% sát thương cho toàn bộ địch ở bậc 1. Khi đạt bậc 4, Brian sẽ mở thêm kỹ năng, xóa bỏ tất cả các hiệu ứng bất lợi đang tác động lên bản thân. Khi đạt bậc 6, Brian sẽ giảm thêm 21% tỷ lệ chính xác của kẻ địch, tuyệt chiêu giống với dòng ánh sáng và hầu vương. Bậc 8 sẽ là lúc Brian tỏa sáng nhất khi mở khóa kỹ năng cuối cùng, tăng 5% công cho tất cả các tướng hệ ánh sáng và không thể hóa giải. Với các kỹ năng và nội tài ẩn như trên, Brian là một sự lựa chọn cực gắt. Vì có tới tận 4 kỹ năng lần lượt được kích hoạt theo bậc, điều mà rất hiếm có ở các vị tướng khác. Sát thương diện rộng, rất đa dụng vì vừa có thể bảo kê đồng đội và bản thân, vừa gây đam và bắp sức mạnh cho đồng đội. Tuy nhiên, Gấu Thái Cực cũng có một số điểm yếu. Khả năng hồi nộ chậm, độ chống chịu trung bình do không có khả năng tăng giáp. Về đội hình kết hợp, Brian sẽ phát huy hết thế mạnh ở kỹ năng tăng công cho hệ ánh sáng. Khi trong đội hình có thêm một tướng ánh sáng nữa, đó có thể là tiên tri tối cao, nữ thần ánh sáng hoặc vũ sư ảo diệu. Brian không nên đi cùng dòng ánh sáng hay hầu vương vì chung khả năng giảm tỷ lệ chính xác. Krista, giáo sĩ tâm linh, cũng không phải là một sự lựa chọn tối ưu khi cũng có khả năng giải hiệu ứng. Nếu có cả hai trong đội hình, đừng để Brian đứng gần cô nàng này để tránh trong kỹ năng. Với điểm yếu là hồi nộ chậm và độ chống chịu kém, Brian sẽ bị khắc chế bởi Jennifer đại học giả, Chu Kang tiên tri tối cao và dòng bóng tối bởi khả năng giảm nộ, dòng nước và Alice phù thủy trạng vạn với khả năng phá giáp. Đây quả là một vị tướng bá đạo phải không nào? Gấu Thái Cực, chùm hỗ trợ và siêu hóa giải đang được mở bán trong gói quà chủ đề, nhanh tay sở hữu ngay thôi! Like ngay fanpage Vương Quốc Chiến Mobile để cập nhật những thông tin mới nhất về game.